Đây là một trong hai ô tô điện vừa được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đưa vào sử dụng vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2017. Xe có tốc độ tối đa 130 km/h. Dự kiến hai xe điện sẽ phục vụ đưa đón khách tại Đà Nẵng nhằm tuyên truyền, quảng bá việc ứng dụng lưới điện thông minh, sử dụng các dạng năng lượng sạch để bảo vệ môi trường. Cùng ngày, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã khánh thành dự án năng lượng mặt trời áp mái nối lưới tòa nhà tổng công ty này và đưa vào sử dụng trạm sạc điện nhanh đầu tiên tại Việt Nam. Trạm sạc điện được sản xuất tại Nhật Bản có công suất cực đại đầu ra là 30 kW. Còn mái nhà trạm sạc điện do Mitsubishi Electric tài trợ. Tấm pin có thể tự động quay theo hướng mặt trời. Công trình cho sản lượng trung bình 108 kWh mỗi ngày, đáp ứng trên 10% sản lượng tiêu thụ cho tòa nhà. Công trình được thi công từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017, đặt tại trụ sở Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.